Các doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội Công nghệ thông tin Hải Phòng năm 2016 với chủ đề Chia sẻ hợp tác, kết nối thành công. Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin của thành phố, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Hải Phòng. Ngày hội Công nghệ thông tin Hải Phòng năm 2016 đã thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực phần mềm của thành phố. Tại đây, có hàng chục gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp. Bên cạnh sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước, ngày hội còn có sự góp mặt của các công ty, các hãng công nghệ hàng đầu thế giới, là sân chơi sôi động, tạo điều kiện trao đổi hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hải Phòng là thị trường công nghệ thông tin lớn thứ ba cả nước sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với hệ thống cơ sở tầng phát triển, đường cao tốc vừa được khánh thành và đi vào sử dụng, không chỉ mang lại cho Hải Phòng nhiều cơ hội phát triển công nghệ thông tin, mà ngay tại sự kiện công nghệ thông tin này, khi tham gia Lenovo chúng tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội kinh doanh với các đối tác, các khách hàng và có thể mở rộng thị trường ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê, Hải Phòng hiện có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp còn hoạt động ở quy mô nhỏ, chưa có sự gắn kết để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Công nghệ thông tin, ngoài các hội thảo giới thiệu công nghệ của các doanh nghiệp, Hội IT Hải Phòng chính thức được thành lập với sự tham gia của đông đảo các hội viên. Đây sẽ là ngôi nhà chung để các doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố cùng đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin thành phố, đưa công nghệ thông tin trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng GDP của Hải Phòng. Với cái sự cạnh tranh, hội nhập như ngày hôm nay, rất nhiều các cái hãng, các cái tập đoàn lớn ở nước ngoài tham gia vào thị trường, hoặc là các doanh nghiệp ở các tỉnh, tạo ra một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Do vậy, cái việc mà các cái doanh nghiệp cùng kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin tại Hải Phòng cần thiết phải tạo ra một cái sân chơi chung để cùng giúp đỡ nhau, hợp tác với nhau, hỗ trợ nhau trong cái việc phát triển kinh doanh và tạo ra một cái môi trường kinh doanh lành mạnh là hết sức là cần thiết. Công nghệ thông tin bước đầu được ứng dụng trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, trường học, phục vụ sự phát triển cộng đồng và đã từng bước cung cấp được những dịch vụ công thiết yếu đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa khẳng định được vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, chưa xứng đáng với tiềm năng của Hải Phòng. Với định hướng phát triển công nghệ thông tin là nền tảng của kinh tế tri thức, là công cụ động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Hải Phòng. Sự kiện Ngày hội Công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự trao đổi hợp tác để phát triển của các doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ thông tin của Hải Phòng. Với ước mơ xây dựng một trang trại sinh thái trên mảnh đất quê hương, chỉ từ 4 triệu đồng